linh hoạt ở mọi cấp độ, xuyên thủng mọi tuyến phòng thủ, thọc sâu, chia cắt, đánh tan đạo quân Quan Đông. Hồng quân Liên Xô đã đè bẹp phát xít Nhật trong chiến dịch Mãn Châu mùa thu năm 1945 thần tốc đến mức nào? Tất cả sẽ được kiến thức quân sự tiết lộ trong video ngày hôm nay. Sau khi phát xít Đức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, chiến tranh về cơ bản đã kết thúc ở châu Âu. Nhưng ở Viễn Đông và Thái Bình Dương, quân Nhật với lực lượng hùng hậu, đặc biệt là lục quân với 5,5 triệu binh sĩ vẫn đang kháng cự quyết liệt. Giới quân sự Mỹ tính toán rằng phải mất 1.5 năm mới kết thúc chiến tranh với Nhật Bản. Để thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với các nước đồng minh nhằm bảo vệ an toàn biên giới phía Đông và loại trừ một lò lửa chiến tranh ở châu Á, nên vào ngày 5 tháng 8 năm 1945, Liên Xô đã hủy bỏ hiệp ước trung lập và tuyên chiến với Nhật chỉ 3 ngày sau đó. Chiến dịch Mãn Châu do Hồng quân tiến hành ở Viễn Đông bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành một trong những trang sử sáng ngời của nghệ thuật quân sự và lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chiến dịch này trải dài trên một mặt trận dài 5.000 km, có chiều sâu từ 200 đến 800 km. Địa thế khu vực này vô cùng phức tạp, có sa mạc, thảo nguyên, núi cao, rừng rậm và đầm lầy với những con sông lớn. Mục tiêu trực tiếp của chiến dịch này là đập tan đạo quân Quan Đông của Nhật Bản, giải phóng vùng Đông Bắc Trung Quốc và Triều Tiên, phá hủy cơ sở kinh tế, quân sự của phát xít Nhật và thúc đẩy kết thúc Thế chiến thứ hai. Trước khi đến với những diễn biến bất ngờ trong chiến dịch Mãn Châu, mời các bạn hãy cùng kiến thức quân sự điểm qua xem độ chịu chơi của các bên khủng khiếp như thế nào. Tổng binh lực mà quân đội Liên Xô tung vào tham chiến lần này là khoảng gần 1,6 triệu người, 27.000 pháo và súng cối, hơn 5.500 xe tăng và pháo tự hành, hơn 3.700 máy bay chiến đấu và hơn 500 tàu chiến. Tổng chỉ huy chiến dịch là nguyên soái Alexander Mikhailovich Vasilevsky, tổng tư lệnh quân đội Liên Xô tại Viễn Đông. Còn phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản thì chủ yếu là lực lượng thuộc đạo quân Quan Đông với khoảng 1 triệu binh sĩ, 1.155 xe tăng, hơn 5.300 pháo cối, 1.800 máy bay và 25 tàu chiến. Ngoài ra, còn có lực lượng hiến binh, cảnh sát Nhật cùng với quân đội Mãn Châu và Nội Mông. Để chống trả liên quân Xô, Mông, quân Nhật dựa vào các tuyến phòng ngự vững chắc và các dãy núi lớn để cố thủ. Họ đã xây dựng 17 khu vực phòng thủ dài đến 1.000 km với trên 8.000 cứ điểm hỏa lực bền vững. Chiến dịch bắt đầu bằng 3 đòn công kích từ 3 hướng là hướng Tây, hướng Đông và hướng Đông Bắc Mãn Châu. Mặt trận hướng Tây Mãn Châu trải dài tới 2.300 km, nên các cánh quân của phương diện quân Zabaykan tiến quân cách nhau khá xa và tác chiến tương đối độc lập. Mỗi cánh quân đều tổ chức một thay đổi tiên phong đi trước. Đến 4 giờ 30 phút, tất cả các đơn vị chính của Liên Xô bắt đầu vượt biên giới. Trên suốt mặt trận, các mũi tiến quân không có kháng cự nào đáng kể, ngoại trừ chiến sự ở cụm đề kháng Tây Bắc. Tại đây thì tập đoàn quân số 36 vượt sông Agun, rồi chia làm hai cánh vù hồi vào cụm đề kháng Hải Lạc Nhĩ, cách biên giới khoảng 60 km do sư đoàn 119 Nhật Bản và lữ đoàn hỗn hợp độc lập 80 bảo vệ. Ngay sau khi vượt sông, thế đội tiên phong của tập đoàn quân do lữ đoàn xe tăng 205 dẫn đầu chạy đua về Hải Lạp Nhĩ, chiếm cầu vượt sông, cắt đường rút của các đơn vị Nhật giữ biên giới và tấn công thành phố trước khi trời tối. Ngày hôm sau, lữ đoàn xe tăng 205 bị cầm chân trong thành phố, không ngăn được sư đoàn 119 Nhật Bản rút về giữ đường đèo qua Đại Hương An. Do các đơn vị Nhật Bản kháng cự kiên cường tại các cụm đề kháng từ Hải Lạp Nhĩ qua Ono Nhĩ đến Bác Khắc Đồ, nên tập đoàn quân số 36 phải từng bước cô lập từng cụm, kết hợp pháo binh công phá từng cứ điểm một cho đến tận ngày 17 tháng 8. Lúc này, tiền đội của tập đoàn quân hạ được Bác Khắc Đồ tiến chiếm Chát Lan Đồn, cắt đường rút quân,
khiến sư đoàn 119 của Nhật Bản phải ra hàng. Tuy nhiên, với sự cứng đầu của một đế chế phát xít, thì Liên Xô lúc này phải mạnh tay hơn nữa. So với hướng Tây, thì phía Đông Mãn Châu diện tích tương đối nhỏ, nên mật độ phòng ngự rất cao. Các cụm đề kháng biên giới tuy không liên tục, nhưng đủ che hết các trục tiến quân quan trọng. Phương án phòng ngự mới của tư lệnh đạo quân Quan Đông ở hướng này cũng triển khai tốt hơn, khi mỗi cụm chỉ để khoảng một tiểu đoàn hay trung đoàn chốt giữ, còn các sư đoàn chủ lực đều lùi về sau biên giới khoảng 60 đến 80 km. Do đó, nhiệm vụ của phương diện quân Viễn Đông là phải cô lập và tiêu diệt các cụm đề kháng của Nhật Bản, nhanh chóng thọc sâu tấn công và truy kích tích cực để chủ lực đối phương không kịp vững chân ở các vị trí trung gian. Hồng quân Liên Xô mặc dù liên tục gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía đối thủ, nhưng cuộc tấn công các khu vực phòng ngự biên giới đã nhanh chóng hoàn thành vào ngày 10 tháng 8. Gần như ngay lập tức, tập đoàn quân số 5 và cờ đỏ 1 theo lệnh của nguyên soái Liên Xô Mereshkov tiến hành tấn công mẫu đơn ra. Với những hành động nhanh chóng, chỉ 3 ngày sau, họ đã tiếp cận thành phố từ hai mặt Đông và Đông Bắc, cô lập sư đoàn 124 trên chín tuyến bờ Tây sông Mục Lăng và buộc sư đoàn 126 và 135 Nhật Bản lùi về đai phòng thủ ngoại ô. Trận đánh giành giật mẫu đơn Giang bắt đầu từ sáng ngày 14 tháng 8. Sau 2 ngày kịch chiến với cao trào dùng cảm tử quân chống xe tăng, thì cả hai sư đoàn của Nhật Bản đều bị đánh bật về Hoàng Đạo Hà. Một trung đoàn của sư đoàn 126 bị cô lập, không nhận được lệnh rút quân đã đốt cờ, đồng lòng xung phong cảm tử khiến cho cuộc chiến trở nên đẫm máu hơn bao giờ hết. Chiều ngày 16 tháng 8, Hồng quân chính thức tiếp quản thành phố này. Tiếp nối thành công đó, lần lượt là huyện Uông Thanh và Đồ Môn bị Liên Xô làm gọi. Đạo quân Quan Đông đã phải đầu hàng ngay trong ngày 18 tháng 8. Còn trên hướng Bắc Triều Tiên, thì mũi tấn công trên đất liền của cánh trái tập đoàn quân 25 Liên Xô có sự hỗ trợ của hạm đội Thái Bình Dương đã đổ bộ từ phía biển, từ Kha San lần lượt tiến đến Ungi, Nazin, Chongjin, Ham Hung và Gunsan. Rạng sáng ngày 9 tháng 8, máy bay và khu trục hạm của hạm đội Thái Bình Dương tấn công tàu chiến Nhật, các tuyến phòng thủ ven bờ và các công trình quan trọng khác tại các cảng Triều Tiên, mở đầu cho cuộc đổ bộ của thủy quân lên Ungi chỉ 2 ngày sau đó. Ngày 12 tháng 8, tập đoàn quân 25 vượt biên giới tại khu vực Kha San, hành tiến bằng xe tải bảo vệ các đơn vị tiền tiêu của phương diện quân 17 Nhật Bản tại Sonbon, rồi tiếp tục hành tiến về Ungi, Nanjin và Chongjin. Sáng ngày 13 tháng 8, sau khi oanh kích cảng Chongjin bằng không quân và hải pháo, thì sư đoàn 355 Liên Xô đổ bộ chiếm đầu cầu. Nhưng họ lại bị phản kích dữ dội và đến 3 giờ chiều hôm sau cũng chỉ mở rộng được bàn đạp mà không chiếm được thành phố. Phải đến chiều ngày 16 tháng 8 thì Liên Xô mới chiếm được Chongjin nhờ sự có mặt của tập đoàn quân số 25. Khi ấy, trục liên lạc giữa phương diện quân 17 Nhật Bản và phương diện quân Đông Mãn Châu đã bị cắt đứt. Từ ngày 19 tháng 8, chiến sự ở Bắc Triều Tiên chấm dứt. Hạm đội Thái Bình Dương tiếp quản đầu hàng ở cảng Wonsan vào ngày 21 tháng 8. Và sư đoàn 393 tiếp quản Ham Hung ngày 24 tháng 8. Cũng trong ngày này, quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lên cảng Busan và tiến đến vĩ tuyến 38, giải giáp tàn quân và phương diện quân 17 Nhật Bản ở miền Nam Triều Tiên. Cuối cùng là mặt trận phía Đông Bắc Mãn Châu. Tại đây, Hồng quân Liên Xô phải chiến đấu trên địa hình rất phức tạp, vừa có sông, vừa lầy lội lẫn núi cao. Theo kiến thức quân sự đánh giá, thì các trận đánh ở nơi này lại là những trận đánh khó khăn nhất trong cả chiến dịch. Tập đoàn quân 15 cùng với sự hỗ trợ của hải đội Armor đã mở đầu cuộc tấn công vào ngày 9 tháng 8. Họ nhanh chóng chiếm được hầu hết các đảo trên sông Armor và thâm nhập bờ Nam để tạo bàn đạp cho quân vượt sông. Ngày hôm sau, chủ lực tập đoàn quân 15 vượt sông giữa lúc mưa to, vừa chiến đấu mở rộng đầu cầu phía Nam, vừa làm đường để đưa xe tăng vào trận. Cùng thời gian, các sư đoàn 34, 361 và 288 cùng hành quân tiến về Dài Mộc Tư. Tuy nhiên, họ đều bị sư đoàn 134 của Nhật Bản đánh chặn. Bế tắc này chỉ được tháo gỡ vào ngày 13 tháng 8, sau khi hải đội Armor đổ bộ thành công hai trung đoàn xuống thôn Tô Tô, đe dọa đánh vu hồi vào các vị trí phòng thủ, thì quân Nhật mới chịu co về Dài Mộc Tư. 3 ngày sau, trung đoàn 632 đổ bộ xuống Dài Mộc Tư, phối hợp trong đánh ra, ngoài đánh vào, buộc lữ đoàn Mãn Châu Quốc số 7 đầu hàng.
và sư đoàn 134 Nhật Bản rút tiếp về phương chính, nhưng họ cũng nhanh chóng bị Hồng quân đánh cho tan tác. Trong khi đó, chiến sự ở Hắc Hà thậm chí còn khốc liệt hơn nhiều. Quân Nhật Bản kháng cự kiên cường ở các cụm đề kháng và liên tục đột kích bao vây. Các đơn vị Liên Xô phải vừa giữ vững vòng vây, vừa dùng pháo lớn và máy bay bắn phá từ hỏa điện. Qua ngày 17-18 tháng 8, nhiều cứ điểm bị tiêu diệt, quân Nhật tại các cứ điểm còn lại lần lượt ra hàng. Từ ngày 19 tháng 8 trở đi, đạo quân Quan Đông về cơ bản đã bị cắt làm nhiều mảnh trên khắp Mãn Châu. Mọi cố gắng cuối cùng đều bị Hồng quân dập tắt mạnh mẽ. Cờ Nhật bị hạ xuống và quốc kỳ Liên Xô tung bay trên đóc tòa nhà bộ chỉ huy đạo quân Quan Đông. Nhằm đẩy nhanh quá trình đầu hàng, bảo vệ các tài sản và công trình có giá trị, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Liên Xô tại Viễn Đông đã quyết định sử dụng các đội đổ bộ đường không chiếm giữ các mục tiêu quan trọng tại Cát Nhĩ Tân, Thẩm Dương, Trường Xuân, Cát Lâm, Đại Liên, Cảng Lữ Thuận, Bình Nhưỡng. Theo những kiến thức quân sự tìm hiểu thì toàn bộ quân Nhật Bản ra đầu hàng ở Mãn Châu gồm có 148 tướng, 594.000 sĩ quan và binh sĩ. Quân đội Liên Xô thu giữ 861 máy bay, 372 xe tăng, 1.434 khẩu pháo, 379 đầu máy xe lửa, 9.129 xe quân sự, rất nhiều kho tàng lương thực, thực phẩm, thiết bị quân sự và quân nhu các loại. Một phần số vũ khí, phương tiện chiến tranh mà Liên Xô sử dụng trong chiến dịch Mãn Châu cùng với số chiến lợi phẩm tịch thu được của đảo quân Quan Đông đã được để lại cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm 3.700 pháo và súng cối, 600 xe tăng, 861 máy bay, 1.200 súng máy và gần 680 kho hàng quân sự các loại. Ngoài các kết quả quân sự đó, thì quân đội Liên Xô còn thu giữ một số tài liệu liên quan đến đơn vị 731, từ đó phát hiện ra các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học và hành vi thử nghiệm trên 10.000 tù binh chiến tranh và dân thường. Như vậy, chiến thắng thần tốc của quân đội Liên Xô đã giải phóng toàn bộ vùng Đông Bắc Trung Quốc và Triều Tiên. Việc đập tan đạo quân Quan Đông và chiếm các căn cứ kinh tế, chiến tranh trên lục địa đã làm cho Nhật Bản hoàn toàn mất khả năng để tiếp tục chiến tranh, kéo theo sự sụp đổ của quân đội và chính quyền bù nhìn Mãn Châu Quốc, buộc Nhật Bản phải ký biên bản đầu hàng vô điều kiện chỉ ít lâu sau đó. Văn kiện này đã đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Viễn Đông và Đông Nam Á. Như vậy là chiến dịch Mãn Châu của Liên Xô nhằm vào đạo quân Quan Đông của đế quốc Nhật Bản đã hoàn toàn thắng lợi. Các bạn có nhận xét gì về chiến dịch này? Hãy để lại quan điểm của mình với mọi người bằng cách bình luận xuống phía bên dưới. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.